Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Tiểu sử Diêu Trì, nam chính mơ thấy sư tử. Theo thông tin nghệ sĩ trên trang Baidu, Diêu Trì sinh ngày 26 tháng 2 năm 1998. Sinh ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, Diêu Trì đã tỏ ra khá thích âm nhạc. Khi còn là học sinh trung học, Diêu Trì nặng tới 100 kg. Sau đó cậu chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng và chạy bộ, thành công giảm 40 kg. Để vào được một trường đại học ở Bắc Kinh, Diêu Trì đã dậy từ 4 giờ sáng để ôn tập ở trường cấp 3. Cuối cùng, cậu đã đạt 141 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm 2016, Diêu Trì đậu vào Đại học Địa chất Trung Quốc. Tuy nhiên cậu lại không thích chuyên ngành đã chọn, nên đã chuyển sang chuyên ngành tiếng Anh. Cũng trong thời gian còn là sinh viên, cậu cùng bạn bè thành lập ban nhạc và đóng vai trò là ca sĩ chính. Cũng vì niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và nghệ thuật, năm Diêu Trì 20 tuổi, cậu quyết định tham gia chương trình Minh Nhật Chi Tử, mùa 2. Nhờ chương trình này, Diêu Trì chính thức bước chân vào giới giải trí. Sau đó một năm, vào năm 2019, Diêu Trì tiếp tục thử sức mình trong chương trình tuyển chọn thực tập sinh Thanh Xuân Có Bạn. Đáng tiếc, cậu không đi được tới chung kết. Dừng chân với hai cuộc thi âm nhạc, Diêu Trì lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và có được vai diễn đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2021. Năm 2019, Diêu Trì có được cơ hội vào vai nam chính trong bộ phim Thanh Xuân Học Đường, Tan Học Đừng Vội Về, hợp tác cùng Lý Đình Đình. Phim đã phát sóng vào năm 2021, tuy cùng chủ đề thanh xuân vườn trường, nhưng Tan Học Đừng Vội Về lại không gây được chú ý như kỳ vọng. Sau vai diễn đầu tay, cũng là vai nam chính đầu tiên, Diêu Trì còn xuất hiện trong đoàn phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, Cuộc Sống Mới Của Chúng Ta, Xuân Nhật Yến và một số bộ phim khác. Sau 3 vai diễn đều ra mắt cùng năm 2021, thì tới tháng 10 cùng năm, Diêu Trì tiếp tục trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ với một vai nam chính trong bộ phim hiện đại Mơ Thấy Sư Tử, hợp tác cùng Trần Vũ Tư. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ, nói về chủ đề kinh kịch. Bên cạnh đó cũng là câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Bạch Phỉ Lệ và Du Phi, hai con người đều có niềm yêu thích với văn hóa kinh kịch. Mơ Thấy Sư Tử với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Diêu Trì, Trần Tư Vũ, Phó Tinh, Ngô Vũ Hằng và nhiều diễn viên khác. Phim đã chính thức lên sóng vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Ngoài ra, Diêu Trì cũng đảm nhận một vai phụ Tống Tinh Di trong bộ phim Đam Mỹ Cải Biên Hạo Y Hành do Trần Phi Vũ và La Vân Hy diễn chính. Phim đã đóng máy khá lâu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về lịch chiếu. Mặc dù là người Trung Quốc chính gốc, nhưng Diêu Trì lại sở hữu gương mặt khá giống con lai. Vẻ đẹp này cũng khiến khá nhiều người chú ý. Tạp chí thời trang thời thượng Cosmo từng nhận xét Diêu Trì có khí chất giống Kim Thành Vũ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.